Dân mạng bức xúc với những bình luận xấu xí, miệt thị chiến thắng của Hương Giang. Để lại những bình luận xấu xí dành cho Hương Giang khi đăng quang Hoa hậu, một bộ phận cư dân mạng đã nhận về những chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Vượt qua nhiều ứng viên, Hương Giang trở thành Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 trong đêm chung kết tổ chức vào tối 9 tháng 3 tại Thái Lan. Đây thực sự là phần thưởng xứng đáng dành cho nhan sắc Việt Nam khi cô có sự thể hiện nổi bật xuyên suốt cuộc thi. Hương Giang sở hữu một nhan sắc không thể hòa lẫn. Nữ ca sĩ xinh đẹp đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Với nhan sắc và thần thái hơn người, Hương Giang đã khiến khán giả nước nhà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi liên tục lọt top 12, top 6, top 3 và giành vương miện. Ngay lập tức, cái tên Hoa hậu Hương Giang trở thành cụm từ khóa hot nhất trên mạng xã hội. Thế nhưng, bên cạnh những lời chúc mừng được gửi đến nữ ca sĩ xinh đẹp, thì một bộ phận dân mạng vô duyên lại bày tỏ thái độ miệt thị bằng những bình luận xấu xí. Hàng loạt comment mang sắc thái đả kích cười cợt được đăng tải trên mạng xã hội với lời lẽ không đẹp đẽ chút nào. Tự hào quá, Hoa hậu BD Thế giới. BD Việt Nam đã xưng danh với Nam Châu rồi nhé. Chúc mừng anh yêu anh, thằng này giỏi thật. Những lời bình luận ác ý từ một bộ phận dân mạng vô duyên dành cho Hoa hậu Hương Giang. Ngay lập tức cộng đồng mạng đã vào cuộc. Đại đa số dân tình đều bày tỏ sự bức xúc khi đọc được những bình luận không đẹp đẽ kia. Đông đảo fan Việt đã đáp trả những ý kiến miệt thị đó bằng hàng loạt bình luận đáng suy ngẫm. Cũng giống như U23 Việt Nam, Nguyễn Hương Giang đã mang vinh danh tự hào về cho đất nước. Đừng sống như những người thiếu hiểu biết, hãy sống có văn hóa và biết công nhận thành công và tài năng của người khác. Đàn bà thiệt còn chưa giỏi bằng chị, 2018 rồi còn ngồi đó mà miệt thị. Sao toàn thấy các anh trai mặc váy comment thế này, ganh tị với người ta à? Sống để đức cho con cháu chứ, sao ác mồm ác miệng quá vậy? Cuộc đời mà vẫn còn lắm những con người thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức về cuộc sống hiện tại, nên ta đừng bận tâm chi nhiều về những lời thiếu giá trị và nhân văn này. Vẫn còn đâu đó những anh chị em thiếu múi cho não phát triển, không biết nghĩ sao lại phát ngôn như vậy, cần lắm một vé tàu về quá khứ thập niên nào đó cho những con người tiêu cực. Khi Sủ Nhi xin nhầm thời đại lên tiếng, đúng là cái bọn mất dạy, cả đời không biết kiếm đủ tiền mua được cái quần mà người ta mặc không nữa, mà mở mồm ra là gato, chê bai người khác. Cào phím thì giỏi sao không đi thi, sao không làm gì tốt đẹp cho quốc gia, ở đó cào phím lợi ích gì. Người ta đi thi, người ta làm hoa hậu, còn bản thân mình nên xem lại có được như ai chưa mà làm như vậy. Quả thật người Việt Nam không có lịch sự trong cuộc sống này, LGBT chúng tôi cũng là con người. Nhưng tôi yêu người cùng giới với mình, biết bao nhiêu người là LGBT có sự nghiệp vĩ đại, nhan sắc đôi khi còn hơn cả những người bình thường. Tại sao bạn lại không đem so sánh giữa sự nghiệp của bạn với sự nghiệp của họ, mà ở đó cào phím những lời không hay về LGBT? Hôm qua rất nhiều bạn đã comment những lời không hay trên livestream của Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Điều đó chỉ khiến cho Việt Nam chúng ta càng bị xem thường vì thái độ bất lịch sự. Tại sao lại không ngồi xem một cách bình tĩnh và comment những lời hoa mỹ? Các bạn nên suy nghĩ cho chững chạc, chứ đừng cào phím một cách ngu si. Đem vinh quang cho đất nước hoa hậu rồi mà còn bị chửi là BD biến thái, chán mấy cái thể loại này quá. Quả thật, để có được chiến thắng áp đảo này, Hương Giang đã phải cố gắng nỗ lực hết mình và cô xứng đáng giành được những lời chúc mừng chân thành, chứ không phải là thái độ miệt thị như một bộ phận dân mạng vô duyên đã làm.